sùng ở Khánh Hòa nha quý vị. Con này thì ảnh bắt ở ngoài biển về nè. Bắt cái con này anh phải lặn xuống biển sâu anh. Xuống biển sâu cỡ, nếu mà sâu lắm thì cỡ 10m, 12m. À, anh lặn anh phải đeo bình hơi hả? Bình hơi. Có 1 tiếng lên 1 lần. À 1 tiếng lên 1 lần. Rồi một ngày anh lặn khoảng bao nhiêu tiếng? À 4 tiếng. Một ngày anh đi anh đánh bắt cái này là khoảng được bao nhiêu ký? 4 ký khô. Chạy nó 6 triệu một ngày. Tươi bao nhiêu không biết nhưng mà anh quy ra là khi mà tươi. Phơi khô là được thành là 4 ký. Mà 1 ký là 1,5 triệu mà 4 ký là 6 triệu. À tính ra là thu nhập anh là rất cao đúng không? Đúng rồi. Cái nghề này ở ngoài này có phổ biến không anh? Không, tại vì cái nghề này anh giấu, anh không cho ai biết hết. Mình là độc quyền. Chỉ... truyền cho một người bạn thân nhất của mình thì được, khi nó thành công được, nó làm được 1 ngày 1 triệu thì nó chết mất. Nó mới chết ra được 5 tháng rồi. Sao vậy? Nó lạnh nó ngợp cái bình hen đó. Tính hỏi anh coi, có thể là tôi thì tôi ở Sài Gòn, có thể hỏi anh coi anh truyền cho tôi được cái nghề này không? Tôi nghe cái thu nhập nó cao quá, anh nói có bạn mới truyền nó rất khó, tháng khó nó chết là sao tôi dám. Cũng khó người làm được. Cái con này nè mọi người nhìn nè, cái chiều dài của nó là khoảng cỡ 3 tấc, nhưng mà có con nào dài cỡ 4 tấc không anh? Có 4 tấc, 2 tấc. Trùng biển để nấu phở mà cái con này người ta nấu sao? Người ta để lấy cái nước ngọt. À, con này cái nước ngọt nó chắc hơn mực nữa anh hả? Ngon hơn nhiều, gấp mấy lần mực, tại vì mắc hơn mực. Con này á, mình bỏ vô nước mình nấu mình lấy cái nước ngọt, nhưng lấy nước ngọt mình đúng rồi. Còn dân nhậu thì cách khúc ra người ta chiên giòn, người ta nhậu bia được rất là ngon. Chiên giòn là nướng cũng được đúng không? Đúng rồi, nướng cũng được. Để trưa nên làm cho mình. Trưa nay anh nướng cái này nó khoảng bao nhiêu ký anh? Nếu mà tính hết là hết khoảng... tất cả cái này 2 ngày là 7 ký. À 2 ngày là nó được bao nhiêu đây nè? Ở đây là mình đi đánh biển hay sao không anh? Xui siêu hiếu à? À đi xui. Đây là vùng biển mà. Rồi. Bây giờ mình đi vô trong nha, mình đi vô trong xong rồi chút xíu nữa mình theo anh này đi ra ngoài biển ngoài để anh lặn xuống anh bắt cái con này nè. Dữ không? Đi phải đi mô tô đàng hoàng nha. Giờ mình chở mình đi xuống biển nha cả nhà. Đó, làm cá biển mà đi mô tô nè, cả nhà thấy không? Đó. Giờ mình đi xuống dưới ghe nha. Cứ ngồi thoải mái lên sao đấy. Bây giờ mình đi ra cái vùng sâu, cái vùng mà nó có cái con trùng biển. Ra ngoài đó, anh này anh sẽ lặn xuống anh bắt con trùng biển nha.
biến luôn. Ta à, sở hữu nhiều vịt. Tới rồi hả anh? Gần tới rồi. Ở ngoài này mình thấy có rong nè, rong biển nó nổi lên quá trời nè. Rong không ạ? Phải đâu, từ nó mọc á. Ở bên trong đó mình chạy ra tới cái chỗ đánh bắt, thì bây giờ anh em chúng tôi đã tới ngay cái điểm đánh bắt rồi nha. Đậu mình còn ở đâu nha, nó đứng lại gì đó. Không có đứng. À, anh bạn ảnh đang dò thám ra cái chỗ nào có cái con đó để sao mà mình biết cái chỗ nào nó có cái con đó trong khi biển nó bao la mình mông biết chưa? Chỗ nó có cát, cát con này nó ở cát sạch chừng nào thì có chừng đó. Dùng biển bao la luôn mà ảnh chạy từ trong đó chạy ra đây là khoảng cỡ 20 phút. À, bây giờ tới ngay cái chỗ đánh bắt rồi. Giờ ảnh sẽ đeo cái bình hơi lặn xuống dưới. Mình phải mang giới ha. Được. À, để tránh tạp mấy con ốc còn ha. À, cái cây chĩa này cầm xuống dưới để hồi nữa là mà mình thấy cái con cá đó mình đâm. Có mấy con đi có 50 phút thôi. Cái mặt nạ bảo hộ. Đó, trên tay cầm cái chĩa với một cái giỏ. Rồi, em nhảy xuống. À, không khác gì một người nhái cả nhà. Cái hoa lăng nó như thế này, bên này thì nó có hai cái cọng dây găng để nó chặn lại để cho mình bẻ lái qua lại nè. Cái sợi dây xanh này thì nó truyền xuống cái bình hơi, bình oxy ở phía sau đó, anh cột ở lên trên cái mũi ghe, thòng cái cọng dây xuống, khi anh lặn đi đâu thì anh kéo cái cọng dây này theo đó. Đây anh lặn ở đây rồi nè. Đây ở trên này mình nhìn xuống mình thấy anh lặn dưới đây nè. Lên rồi đó. Wow nè mọi người nhìn thấy không? Đó anh lặn hồi nãy giờ anh bắt được mấy con này rồi nè. Cái con sống nhìn thấy ghê quá cả nhà ơi. Giống như con rắn vậy. Ơi nhìn thấy ghê quá. Nè một chùm luôn nè cả nhà. Đó lặn nãy giờ bắt được ở đây nè. Trời ơi một bọc nữa đây cả nhà. Cái này cầu 2-3 kg luôn á. Rồi như đây là về nhậu mệt xỉu rồi nha bà con. Khoảng cỡ nửa tiếng ăn ở dưới biển thì anh bắt được bao nhiêu đây nè. Với lại còn ở bên này nữa là chắc khoảng cỡ 4 kg á. Nửa tiếng trải nghiệm thôi là như đây là về nhậu mệt xỉu. Hôm nay nhiều không anh? Ở dưới anh thấy nhiều không? Hả? Anh lặn ở dưới anh thấy nhiều không? Nhiều chứ. Anh bắt bằng tay không hả? Lấy cái 600 ngàn đó, nhiêu đây chút xíu 600 ngàn. Ồ, sướng ha. Đây là cái món đặc sản nè. Đó, cái con nó xịt nước lên. Yeah. Nó rất là sạch, nó đâu có nhớt nhau rồi đâu. Cái này mặn tại chỗ luôn nha. Được làm cho biết là nó sạch lắm, mà trong người nó sạch. Mình làm mình lấy cái cây đó mà chọt vô để mình lấy con dao mình đập ra đó lộn ngược nó lại như mình làm lòng vậy đó. Đúng rồi. Nó cho nó có cái chùm ruột đó nè. Wow. À, rồi sao? Bỏ hết chùm ruột đó. Ừ. Đây là cái bao tử của nó đây. Không thấy miệng luôn. Rồi cái miệng ở đây. Đâu cái miệng đâu? Nó môi nè. Ở cái miệng nó nằm ở cái đuôi vậy đó hả? Ồ, nó môi ăn ở đây, đây có cái lỗ đít nó nè. Lỗ nó đùn ra. Đây có cái lỗ. Ôi ơi. Môi. Mới đầu mình nhìn nó mình không dám cầm luôn, có cái cảm giác nó nhũng nhũng sợ sợ. Nó sạch lắm không? À, chọt cái cây đó vô cái mà lấy con dao mình chọt vô mình rọc một đường là nó móc ruột nó ra. Ở bên trong nó cái nước nó màu đỏ nè. Nó đùng luôn rồi đó. Cho anh ăn luôn. Trời ơi. Tụi người không biết người ta nói ghê, nhưng mà nhiều người nó biết rồi thấy nó thèm à. À. Thấy là khoái à. Chế biến mình ăn bằng cách nào anh? Bây giờ tí nữa anh em về là mình bầm ra, mình xay ra, mình vớt nó lốt, mình nướng như thịt bò vậy á, mà chiên giòn. Một chút xíu nữa là mấy anh em tôi sẽ đem cái số mà đánh bắt được cái này nè, đem về nhà. Thì chính anh sẽ chế biến cái món này, mình sẽ thưởng thức nha. Hồi nào giờ là mình chưa có ăn cái con này bao giờ. Kỳ lạ quá quý vị. Ốc nhảy mắc lắm á. Con này ốc nhảy hả? Ốc nhảy á, mình bán cho nó 10 ngàn một con, mà vô nhà hàng nó hút mình 20-30 ngàn gì đó. Một chỉ nó 10 con, lấy 300 ngàn, 30 ngàn con. Thấy đơn giản vậy nha, chứ cũng không phải là ai cũng làm được nha. Độc quyền đó. Hàng độc quyền đó. Bây giờ là bắt đầu thả câu nha cả nhà. À, anh đang thả cái cọng dây câu xuống nè. Đó, dây câu không mồi, không lưỡi.
chỉ thả cái cọng dây cướp xuống vậy thôi là dính cá nha. Cái câu này thả dài ra nè, sao nè, đó kéo đi. Đây là họ nuôi trai nè cả nhà, đó nhìn thấy không, đó họ treo nè, treo cái dây nó xuống nè. Đi thẳng làm đường, quẹo qua đây đó, cho cái đường bê tông đi thẳng luôn. Quánh chị hai luôn đó, chạy xuồng ra ngoài nút đó, mình chờ chút rồi vô luôn. Ghe ta đậu ở phía ngoài sợ nước nó rồng xuồng ra đậu để mai sáng sớm đi á, đi làm. Đây mình bây giờ mình đi vô bờ một tiếng đồng hồ trải nghiệm đánh bắt cùng biển ở ngoài xa. Bây giờ mình chạy ghe cho trong bờ rồi, bây giờ vô bờ để chế biến cái món này nhậu nha bà con. Đây thành quả của mấy anh em mình sáng giờ đến đưa xuồng ra ngoài, đem ra ngoài cái đầu để sáng mai đi. À, chở mình vô bờ rồi, bây giờ đẩy chiếc xuồng thụt ra ngoài để thôi, hồi nữa nước lòng á nó kẹt mình đẩy ra nó khó. Ở phía trước thì mình thấy có một người phụ nữ đang cào ở trên cát đây, mình nghĩ là chắc cào con chim chép quá, để mình đến tìm hiểu xem sao. À nó ở sát mé bờ luôn hả? Ôi con nó nhỏ vậy ha, lụm cụm quá. Nó chỉ ở trong mé bờ chứ ngoài sâu đó nó không có chị. Đó, lấy dùng cái xà mình cào ở dưới này. Ngày mình bắt khoảng cỡ bao nhiêu ký chị? Tìm theo cái con chim chép mình nghe nói nó bự lắm mà ta, nó nhỏ vậy. Đây tí xíu anh xuống chợ. Vui quá. Đứng đó đi. Chợ em về cái đó. Nhiều ghê luôn á, đãi chỗ nào cũng có hết trơn à. Có khi đãi được vàng không? Mấy người đi tắm đó, nhiều khi rớt dây chuyền, đứt dây chuyền á, đãi luôn. Nói chứ cũng hiếm ha. Mình đãi buổi sáng, buổi trưa, chiều tối có đãi không? À, giờ mọi người đi lên rồi, giờ mình theo cái lối này mình đi lên trên, đi về nhà để mằn con trùng biển chế biến mấy nem nhậu. Nhắm nhắm hướng đi lên đại, không biết phải đó cái đường này không đó. Bây giờ mình sẽ chế biến mấy cái con này để làm mồi nhậu nha bà con. Mấy cái con này là đặc sản của Nha Trang nha, Cam Ranh Khánh Hòa. Bây giờ anh bạn mình sẽ mằn cái con này. Cái con này mà người mà không từng ăn, không từng thấy nó là không biết chế biến bằng cách nào luôn đó. Này hồi mình xào hay sao? Bằng mình nướng ra lốt đó, bò. Thịt bò ra lốt đó. Thì nãy cái bao tử này đúng không? Đúng, cái bao tử này nè, cái bao tử này là 3 triệu một ký nha bà con. Hiện tại là mình đang ở địa chỉ nào anh? Huyện Vạn Ninh, xã Vạn Hưng. Địa chỉ là xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, huyện Vạn Ninh, thị trấn Vạn Giả, tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa. Mấy bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với anh này nha. Số điện thoại đi. Có nếu như mấy bạn nào khán giả nào ta có nhu cầu thì người ta liên hệ với anh. Anh cung cấp cho người ta ha. Số điện thoại là số mấy? 0945 0945 092 092 800 800. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại đó gặp ảnh để đặt hàng nha.